Đức Phật nói người đời có hai thứ thừa hưởng, một là thừa hưởng gia tài, hai là thừa hưởng giáo pháp. Thừa hưởng gia tài thì bắt đầu chiến tranh, không? Còn thừa hưởng giáo pháp thì thí dụ bây giờ trong một gia đình đi, cha mẹ mất một cái là anh em, trời ơi, vì của mà tranh giành thua kiện, hận thù với nhau đó. Chỉ vì cái chuyện thừa tự đó mà anh em coi là bây giờ là coi như không nhìn nhau, chẳng qua tiền thôi. Nhưng mà nếu mình thừa tự cái khác nha, thôi ai muốn giành gì giành đi. Tôi nhớ hồi xưa ba mẹ tôi có dạy, tiền tài là vật ngoài thân. Người ta hay cao nói vậy nè, tiền tài như phấn thổ. Tiền tài nó giống như là những cái chất dơ vậy đó. Tiền tài như phấn thổ, phải không? Ân nghĩa tợ kim ngân, cái tình cái nghĩa nó như vàng như bạc vậy đó. Tôi không có nhận gì hết, tôi chỉ nhận một lời nói đó của cha mẹ tôi sống thôi. Sống sao mà không thẹn với lòng, tranh giành sao mà để khỏi có phải là mình ăn cái này mà mình lại thấy rằng của không đều của anh em mình. Thật ra có nhiều khi mình nghĩ đơn giản, có thể mình bị thua súc. Giống như Pháp Hòa hay kể đại chúng nghe chuyện ăn khế trả vàng vậy đó. Cái người anh dành hết gia tài, người em chỉ còn một cái nhà với một cái khế thôi. Mà ông an phận, ông sống hái khế đi bán mỗi ngày. Và một ngày kia thì cái anh, cái con chim nó ăn cái đống khế đó của ông. Ông khóc, ông nói trời ơi, anh tôi, ông ăn hiếp tôi, ông lấy hết của tôi rồi. Giờ tôi còn cái khế này tôi sống, bây giờ con chim muông nó cũng lại hại tôi nữa. Con chim nó nghe, nó thấy thương quá. Ngày mai nhớ mai túi ba gan nha, tôi sẽ trả ơn cho. Ví dụ vậy. Cho nên thừa tự pháp. Thí dụ như bây giờ ha, mình mà thừa tự bao nhiêu ngôi chùa cũng không chắc. Bây giờ thừa tự ngôi chùa cũng không sao, nhưng với điều kiện trong tâm mình phải có pháp. Để làm chi? Để mai mốt có chỗ đó hết duyên, không có khổ, không có thấy công cán của tôi vô đó. Không, anh vì tam bảo anh làm, đủ duyên anh tiếp tục, hết duyên anh ngừng. Hồi xưa Pháp Hòa có quen mấy thầy ra làm việc xây chùa đó, và nói quý thầy nhớ nha, anh em mình nhớ nhắc nhở nhau, nguyện sống ở đâu lo tam bảo đó. Nhưng mà nếu như một ngày nào mà hết duyên á, đi nhẹ nhàng, đừng có bận rộn mấy chuyện này. Mình sống mình lo cho tam bảo, cái chỗ đó mà nó hưng thịnh, nó hoành tráng do mình công đức mình xây dựng, tốt rồi. Tại vì sao? Mình mà càng nhiều càng khổ. Chẳng qua là vì Phật sự phải làm, chứ không có ham. Vì Phật sự mà làm thôi chứ không ham. Cho nên có người đủ duyên vào, không có buồn khổ vậy. Tại cái chính yếu của mình là, nhưng mà nếu mà trong người mình có pháp á, mình thừa tự bao nhiêu cũng khổ hết á. Tại vì mình lấy pháp rồi mình xử rồi, mình lấy pháp rồi mình ôm rồi.